Xin chào anh em nhé, Tiên Di sẽ gửi tới anh em combo tướng cực mạnh thuộc dạng siêu hot hiện nay, KFD kết hợp cùng Helen. Vừa lan cầu tuyết mạnh, vừa hạn chế được các kèo cấu rỉa và cả kèo ISA từ tiền địch. Vậy thì vận hành combo này ra sao, di chuyển và cách tối ưu lượng tiền, đồng thời xem thao tay của tuyển thủ Bahrain Team Frat nhé. Anh em nếu có bất kỳ câu hỏi và thắc mắc gì về Liên Quân, cứ bình luận dưới video đi để chúng ta cùng lên TV và giải đáp nào. Vào việc thôi. Vui nhất đó chính là khi trả game đọc các bình luận của anh em. Yeah, giống như là ông này nè, like rồi ông kệ nhá. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều. Ông nào chưa like ạ? Có để cho TNG xin like không? TNG mà làm giáo viên thì dạy cuốn phải biết. TNG học sư phạm ra nhá và có bằng Hà Nội. Nếu mà cùng làm Liên Quân ấy thì chắc là trả game sẽ đi làm ông giáo rồi anh em ơi. Đó là lý do vì sao xem một số video trả game ấy sẽ có mấy từ ạ ở đằng sau. Thực ra đấy người ta gọi là bệnh nghề nghiệp thôi anh em, chứ không phải đến mức độ gọi là TNG ngoan hiền mức độ đấy đâu. Không có đâu anh ạ, game thủ mà. Góc trái mình của anh em ấy là một chút trang bị ở bảo ngọc Bahrain sử dụng trong trận đấu rồi nhá. Ok, kèo Helen và Cavani, đây là một cái kèo rất là nổi tiếng. Đương nhiên rồi, đi rank ấy lâu lâu các bạn sẽ được kết hợp. Nhưng mà nếu các bạn đi team 2, team 3 hay đơn giản là các bạn đi team 5 ấy thì sẽ dễ dàng kết hợp hơn. Bởi vì các bạn mà đi đơn ấy, nói chung là có trợ thủ là vui rồi. Trong video này TNG nhắc luôn nhá, xem ấy là chúng ta xem cách di chuyển, cách farm vàng chứ không phải là xem giao tranh hay là xem thể hiện kỹ năng. Các bạn nhớ nhé, những video mà TNG lựa chọn và chọn lọc gửi tới cho anh em ấy là đâm sâu vào vấn đề chính là farm và di chuyển an toàn nó hàng đầu. Còn các bạn xem thể hiện kỹ năng hay là top top ấy thì các bạn lên top top xem nó lẹ hơn và dễ hơn. Một câu hỏi rất là hay nhá, đi đường tà thần qua phút thứ tư, mid đi gank rồi, bây giờ mình đẩy cái lính ở đường mid lên, vậy thì có nên đẩy nốt cái trụ mid hay không, hay là chạy về để mà thủ cái đường tà thần của mình? Ở đây các bạn sẽ có hai lựa chọn, một ấy là bỏ cái trụ đường tà thần và lấy cái trụ đường mid, nhưng mà sẽ xảy ra trường hợp là các bạn không đẩy được trụ đường mid và mất luôn trụ đường tà thần, như thế là lỗ nặng. Nhưng mà nếu các bạn được đổi ấy thì cái trụ đường mid vẫn ngon hơn. Nói chung là hãy nhìn bản đồ thu nhỏ xem là bạn có đẩy được hay không, hay là kẻ địch kịp về thủ cái trụ mid. Nếu kẻ địch kịp về thủ cái trụ mid hãy quay về đường tà thần đi, không là bạn mất cả chiến trại, vừa không đẩy được cái trụ mid á, vừa mất đường tà thần, lại còn mất đợt lính, cay không tải được chứ. Như thế mất hết lợi thế rồi. Anh em thấy câu trả lời ok chưa? Nếu mà thiếu sót gì thì các bạn cứ bổ sung dưới phần bình luận nhá. Các bạn để ý Bahrain đúng không ạ? Đi farm của đồng đội để hít một chút lượng vàng và kinh nghiệm. Nói chung là ít thôi nhưng mà rất là quan trọng luôn. Em là fan bê tông của S này, ok cảm ơn bạn rất là nhiều. Nếu mà team địch cứng quá kiểu bọn Skirt Toro Omen ấy, em chơi năng đốt và gấu béo, em sợ là hai cái đồ xuyên giáp không đủ dùng. Vậy em có nên đổi cái phức hợp để lấy cái kiếm Phoenix hay không? Zuka thì TNG nghĩ là không đâu. Còn Nagrod ấy, các bạn có thể lên, nhưng mà phải tầm phút thứ 18 hay là phút thứ 16 trở đi. Đấy, tức là ở cái giai đoạn đó các bạn cảm giác là cái lượng đam của mình là không đủ dùng rồi, tức là chém chẳng được ai rồi ấy, thì chúng ta mới đổi đồ nhá. Và rất là nhiều tuyển thủ họ từng dùng cái kiếm Phoenix lên cho vị tướng kiểu Nagrod. Ví dụ như là Quang Hải nè, cũng rất là hay lên kiếm Phoenix để chơi cho Nagrod. Tức là chúng ta đã được chứng minh sức mạnh là các vị tướng đó có thể lên kiếm Phoenix và chém được. Còn Zuka thì TNG nghĩ rằng chúng ta tung chiêu là chính, nên các bạn sẽ ưu tiên về thể loại kiểu Nagrod nhiều hơn. Đương nhiên là ở đoạn đầu ấy thì đừng cố gắng lên quá sớm nha anh em nhé. S ơi, nếu mà team địch có Vedizen, chúng ta lấy con gì để khắc chế đây? Một bạn khán giả có trả lời cho trợ thủ những vị tướng khống chế đáng gờm kiểu là Roshi, Badum, Rumbua, không tệ. Xạ thủ là các vị tướng có khả năng giữ vị trí tốt kiểu như là Hayate, cũng được chứ nhỉ, các chăn thả cấu rỉa nè. Top là những vị tướng như kiểu là Flo, Jan, Zuka. TNG thấy là khá là ok đấy, đặc biệt là mấy con kiểu Jan và Flo ấy, TNG thấy rất là tiềm năng. Thực ra câu trả lời đấy cũng khá là đầy đủ, nhưng mà TNG sẽ gói gọn lại cho anh em như sau. Bởi vì bây giờ chúng ta có rất là nhiều vị tướng đúng không ạ, thì nếu mà chỉ kể tên tướng ấy nó bị bó buộc quá. Hãy lựa chọn các vị tướng thứ nhất đấy, đi rừng là các vị tướng cơ động để thể giữ vị trí và khoảng cách. Thứ hai, chúng ta nên lựa chọn các vị tướng có thể có khả năng cấu rỉa từ xa rất là tối ưu và chém sang chuẩn nhá, thì điều đó rất là tuyệt vời. Đương nhiên rồi, nên có những trang bị giảm hồi phục nếu mà VDS quá xanh ở đoạn đầu. Còn ví dụ như các bạn đánh kiểu Liliana ấy, vừa cấu rỉa vừa sốc đam ấy, và các bạn chưa muốn lên sách ở đoạn đầu game, ok không sao cả anh em ạ. Nhưng mà về sau ấy, ở khoảng slot 5, slot 6 ấy, nếu mà cái địch căng quá ấy, thì vẫn nên lên nha anh em nhá, chứ chúng ta phải chơi kiểu đồng đội chút mới ok chứ. VDS khi đi rừng ấy sẽ lên đam, nên các bạn chỉ cần giữ vị trí tốt thôi, đừng để nó dí là được. S cho em hỏi là Jue bây giờ còn mạnh để đeo đanh kim cương không, và có nên lên hồi chiêu nhiều không vậy? TNG nghĩ rằng bạn ấy đang hỏi về con Jue.
Nhưng mà nếu mà ở rank kim cương ấy thì Tiên Di nghĩ rằng bạn đừng chơi con Duyên. Lý giải đơn giản thôi nhá. Ở rank kim cương ấy các bạn hãy cố gắng chơi những vị tướng kiểu là Christy, đúng không ạ? Lidiana, Natalia, đó mới là những vị tướng giúp bạn có thể đau rank nhanh ở cái vị trí đường mid chứ không phải là con Duyên. Tiên Di nói thật là con Duyên nó áp lực cho đồng đội rất là tốt, nhưng đấy không phải là kiểu phong cách tướng gánh team, mà là tướng gọi là gây đam rất là khủng và cần phối hợp team. Mà team ngáo ấy anh em, team ngáo thì làm sao mà gánh được. Đặc biệt ở rank kim cương bạn mà đánh Duy ấy, Tiên Di nói không phép đâu. Đương nhiên là không phải là bao trùm tất cả và cũng không phải là chê con Duy yếu, nhưng mà bạn xanh bằng rời mà team đánh tệ ấy, bạn đố gánh được ấy, thật không bao giờ gánh được luôn. Nhưng mà nếu bạn đánh Lily, đánh Natalia hoặc là đánh Chrissy ấy, nó lại sự hoàn toàn khác biệt đấy. Ad Trump hỏi là em có 18k mà không biết lựa chọn vị tướng nào đây. Quy, Caffrey và Arthur. Arthur thì hợp với em đi trợ thủ ấp quất thôi. Caffrey em tiền lăn của tuyết khỏe quá. Tức là bạn chưa có tướng ba tướng này phải không? Quy thì em có skin thưởng hạng nhưng chưa tướng. Tiên Di không biết là bạn đánh ở bờ đánh gì, nên hơi khó tư vấn một chút. Ví dụ như bạn vừa rồi hỏi về cái vấn đề là đi mid chọn tướng nào đấy, chọn Duy hay không đấy, thì Tiên Di thẳng luôn kim cương là không chọn Duy nhá. Nên nếu các bạn hỏi trảm game ấy thì tốt nhất là nên kèm theo bờ rank của anh em thì tư vấn nó chính xác hơn. Còn ba vị tướng mà anh em hỏi trảm game ấy thì Tiên Di thấy là con Caffrey là một vị tướng đấy, video này nè, là vị tướng rất là tiềm năng đúng không ạ? Có thể chăn thả tuyệt vời, đặc biệt là gặp các vị tướng đấu sĩ hay là sát thủ ấy vẫn có cơ hội để có thể cò quay và chơi lại. Nên Tiên Di nghĩ rằng trong ba con đấy ấy, thì con Caffrey lựa chọn tệ. Còn trợ thủ bây giờ vô vàn và bắn ngát đấy anh em ạ. Thích thể loại gì cũng có luôn. Còn đi đường tà thần thì anh em thể luyện các vị tướng nó thích kỹ năng thì có Floor, Zena kiểu dạng bọn kia, hoặc là bọn Leoma cũng ok. Hay là đơn giản hơn một xíu thì kiểu bọn Zuka, Omen đúng không ạ? Không đến mức độ gọi là quá khó chơi. Tiên Di nghĩ rằng nó sẽ chen hợp lý và dễ dàng chơi hơn rất là nhiều. Anh em xem qua video này hoặc là kinh nghiệm gì ạ? Nếu các bạn xem Barin chơi ấy, sẽ thấy rằng anh chàng này tối ưu cái lượng vàng từ lính nè, quái rừng và tất cả những cái đợt lính ấy, anh em sẽ phải cố gắng farm để thể tối đa cái lượng tiền. Tiên Di bảo rồi, tiền nhiều để làm gì hả anh em? Để gánh đội và quan trọng là sau này chúng ta còn bán đồ nha anh em nhá. Các bạn có thể hit ké thằng rừng nè, đúng không ạ? Hit ké được nhá, không ăn bùa của bọn nó. Nhưng mà mấy con quái con ấy, các bạn có thể là người dứt điểm, đúng không ạ? Có thể là người dứt điểm bởi vì thằng rừng ấy, bây giờ cái cơ chế đồ rừng của anh em ấy, các bạn có thể phụ giúp mà, rất là tuyệt vời luôn. Để mà gặp cái kèo Helen và cái con Caffrey đánh ở rank ấy thì rất là tuyệt vời. Đánh ở rank kèo Helen và Caffrey ấy, nó sẽ mạnh và vô đối hơn ở trong đấu giải như chúng ta đang xem. Đó là điều chắc chắn rồi. Ui, đau đấy anh em ơi. Ui, băng xả quá ghê gớm luôn anh em ơi, lại còn ái ra chứ. Như các bạn biết đấy, thì hôm qua đúng không ạ, hôm qua là ngày 30 tháng 8, chúng ta vừa cập nhật xong bản bổ sung lần 3, phiên bản rừng nguyên sinh. Và ở bản bổ sung đó, con Aiza đã được sửa lại về chiếc cuối, đó chính là cố định vị trí và tăng rất là nhiều cái lớp sắp ảo. Chúng ta không nói về mạnh yếu ở đây, mà chúng ta muốn nói đó chính là Tachi và Aiza khi các bạn đang xem giải đấu ấy. Đó là ở cái phiên bản nó gọi là chưa update bản mới nhất, mà họ chỉ đánh ở khoảng cái bảng tầm... Tiên Di nghĩ rằng đó là một cái server riêng và đánh khoảng bản bổ sung 11 đi. Còn về bản bổ sung 3 ấy, có thể sẽ được áp dụng ở playoff nha anh em nhá. Đa phần là như vậy. Các bạn xem giải đấu thì đa phần là họ chơi như vậy. Còn bây giờ các bạn xem giải ấy, là họ đánh ở cái bản mà họ chưa sửa. Đương nhiên là ở cái bản mà cái con Maluk nó mạnh đấy anh em. Đó là lý do vì sao mà Flat đâu, không phải Flat đâu. Sorry anh em nhá. Tức là khoa của sàn tôm ấy, họ có chơi được theo con Maluk lên Down Chuồn và Nanh Fendi đúng không ạ? Một cái bộ trang bị lên đam chém rất là phê cho Maluk mà Trảm Game từng làm video gửi tới cho anh em rồi, rất là tuyệt vời luôn. Zuka kết hợp Aiza phải dạng vừa anh em ạ, Aiza kết hợp Tachi rồi Aiza kết hợp Lorion. Nói chung là Heavy có một cái đội hình băng xả không phải là dạng vừa luôn. Mặc dù là trận đấu này là có Helen búp nha anh em nhá, có Helen búp máu này, hay là Xuân Bách khi tận dụng chiêu cuối ấy, càng nhiều cái dấu ấn thì sẽ được hồi phục rồi búp giáp các kiểu cho đồng đội, rất là tuyệt vời. Và các bạn đừng quên rằng để mà khắc chế lại kèo Aiza ấy thì MNK là một sự lựa chọn tuyệt vời. MNK là lựa chọn rất là hay. Và đương nhiên rồi, khi mà có thêm cái con Helen búp sẽ khiến cho các vị tướng cấu thể ở team địch
và vị tướng Sudan nó bị phá sản đi phần nào. Thực ra Trảm Game từng làm cái video đó chính là các vị tướng buffet đúng không ạ? Ui ui ui, Bali đang cố bắn kìa, hay quá, pha này là tuyệt vời đấy nhá. Giữ vị trí tốt và một cái pha băng xả không quá hay của bên Heavy cho Bali có thể tồn tại được. Nhưng mà anh em thấy đây, Heavy có một cái đội hình băng xả quá ghê gớm luôn, khi cho team Flash gặp rất là nhiều khó khăn. Khi mà chơi vị tướng Kafi này, các bạn có thể áp dụng cái lối đồ mà Bali đang lên, đó chính là lên cái sớm, đó chính là cái kiếm, đúng không ạ, cái kiếm phân nia để ta thể bắn phần trăm máu. Bởi vì các bạn nhìn team địch đấy, quá là trâu luôn. Tachi nè, Skirt, đúng không ạ. Đặc biệt là Rorion mà lên kiểu dạng semi ấy thì sẽ rất là khó để mà chơi nó. Đó là lý do vì sao một cái kiếm phân nia nó quan trọng như vậy. Diệt thần cung, kiếm phân nia, đây là cặp bộ mà kết hợp với cái con Kafini rất là căng. Bởi vì Kafini, các bạn đừng quên rằng chiêu 2 của cô nàng này ở dạng đại liên ấy, đúng không ạ, có tăng xuyên giáp rất là khỏe, chưa kể cái bảng ngọc, nói chung là tuyệt vời lắm. Bảng ngọc nè, rồi phù hiệu cấp 2 xuyên tâm rất là tuyệt vời luôn. Đây 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 đây, anh em hãy xem bộ đồ chỉ là Kafini và Helen búp máu ghê gớm ra sao anh em ơi, búp máu cực kỳ ghê luôn. Wow, và phản ganh tuyệt vời nè, cực kỳ mẫu mực. Nếu mà ở rank ấy, các bạn sẽ thấy những pha càn vào của Kafini và theo đó chính là Helen búp máu tuyệt vời lắm luôn ấy. Trảm Game từng chơi vị tướng Helen và búp cho một đồng đội khác chơi Kafini, nói chung là ưng hết ý luôn anh em, cực kỳ ưng luôn, búp máu liên tỏi à. Chỉ là ở giải đấu ấy, các bạn sẽ không thấy cái pha highlight cân 2 cân 4 nhiều, đúng không ạ. Được không đây, được không đây, ui rất tiếc là không còn lính cho team Flash rồi. Đây là một cái trận đấu mà nói thế nào nhỉ, rất là gay cấn luôn. Và phải nói điểm sáng trên là ADC liên tục là người giữ lại các mục tiêu lớn. Phải nói là cái trận đấu này không ngờ luôn anh em ạ, đúng là kinh nghiệm, kinh nghiệm. Mặc dù là cái tuổi và phong độ đỉnh cao của ADC không còn, nhưng mà cái kinh nghiệm đã khiến cho và đã giúp cho team Flash giành được cực kỳ nhiều lợi thế ở trong trận đấu như vậy. Nghe nói là cái lượt lượt đi ta, vừa rồi lượt về lượt đi ta anh em, lượt đi nhở, thì cái lượt về có những chuyển nhượng mới, chúng ta cùng chờ đón xem nhá, xem là team Flash liệu trở lại top 4 hay không. Nghe nói là ở cái lượt về là đội nào mà ở trong top 4 hay top 5 thì được cơ hội gọi là thi đấu và giành vé đi AWC, nếu TNG không nhầm như thế. Còn tin chính xác chúng ta chưa biết anh em ạ, chúng ta bây giờ chỉ đang nghe tin cái tin ngoài người ta gọi là chợ trời thôi. Còn chính xác thì chúng ta phải chờ đón nhá. Nghe nói là cả cái lượt về ấy sẽ có một thêm một ông top tên là Dam PC hay sao ấy, sẽ thay thế đặt còi. Chúng ta cùng chờ đón xem là ai sẽ là người thay thế đặt còi để chơi nhá. Bởi vì các bạn biết đấy, trận đấu này để mà khắc chế team địch châu như vậy ấy, nếu mà TNG không nhớ là cấm chọn có còn floor hay không, nhưng mà TNG không nhầm là như đặt còi cũng không chơi một con kiểu dạng floor đâu, mà là kiểu bây giờ có tuổi rồi thì sử dụng kinh nghiệm để chơi là chính, đúng không ạ. Mega kill anh em ơi. Ok, và đó chính là góc nhìn tuyển thủ. Các bạn có bất kỳ câu hỏi gì đừng quên comment dưới video để TNG có thể giải đáp cho anh em nhé.